Trong chiều nay, thành phố Cần Thơ đã tổ chức tọa đàm đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền thành phố. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành và trên 50 doanh nghiệp. Vâng, thưa quý vị, đây là hoạt động được thành phố Cần Thơ tổ chức định kỳ hàng năm nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin, qua đó kịp thời có những giải pháp hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong tình hình kinh tế thế giới, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Thành phố đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố, đặc biệt là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế. 6 tháng đầu năm 2023, thì tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng là 3,71% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,25%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,06%, khu vực dịch vụ tăng 5,95%. Như vậy thì trên các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông lâm sản đều có cái sự tăng trưởng. Thì trong cái thành tích chung đó thì có thể nói là cái sự đóng góp của các doanh nghiệp, của quý doanh nhân thì vô cùng quan trọng trong cái sự tăng trưởng của thành phố. Trước những bất ổn, rủi ro khó đoán định, những tháng cuối năm 2023 và năm 2024, dự báo kinh tế trong nước đối mặt áp lực lạm phát, biến động của giá nguyên vật liệu, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, biến đổi khí hậu bất thường, trái quy luật. Để tiếp tục đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và vượt qua khó khăn hiện tại, thành phố rất mong muốn được lắng nghe ý kiến từ phía cộng đồng doanh nghiệp. Cái khó khăn mà không ai nói là chúng ta trong thời đại hiện nay, trong 6 tháng đầu năm là khó khăn trong việc tiếp cận thị trường đầu ra cho sản phẩm, trong lúc nhu cầu thị trường thì yếu mà sức mua thì giảm mạnh. Cái khó khăn thứ hai là trong việc tiếp cận vốn vay do các điều kiện tín dụng của doanh nghiệp không đáp ứng được, như giá trị tài sản đảm bảo thế chấp giảm, tài sản đảm bảo không còn. Các biện pháp để đảm bảo thanh toán nợ vay chưa rõ ràng, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lãi vay trung dài hạn còn khá cao so với tỷ suất lợi nhuận hiện có của doanh nghiệp. Bên cạnh những thuận lợi thì còn những khó khăn của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Rất cần sự hỗ trợ của cơ quan ban ngành thành phố như là vốn đầu tư, đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ, kết nối các nguồn quỹ hỗ trợ của trong nước và ngoài nước, cơ sở trang thiết bị, vật chất. Chúng tôi bị giới hạn không tiếp cận được để có thể tận dụng được những nguồn lực phát triển. Thành phố Cần Thơ hiện có trên 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Thông qua các buổi tọa đàm đối thoại như thế này sẽ giải quyết kịp thời nhiều vấn đề. Qua đó, từng bước cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thêm lòng tin của doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố. Qua cái buổi trao đổi ngày hôm nay đó, thì chúng tôi cũng thấy là rất nhiều ý kiến kiến nghị rất là xác đáng. Những cái khó khăn, những cái vướng mắc và những cái vấn đề nó rất là trực diện cụ thể, đề nghị làm sao lãnh đạo chính quyền phải hết sức quan tâm để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Những cái vấn đề gì nó thuộc cái thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương thì tôi đề nghị là chúng ta phải tập hợp lại và sớm có đề xuất kiến nghị. Đối với những cái vụ việc, những vấn đề, những kiến nghị mà thuộc thẩm quyền của thành phố, doanh nghiệp á, người ta kiến nghị bằng văn bản thì các anh chị lãnh đạo các sở ngành trả lời lại bằng văn bản chính thức. Lãnh đạo thành phố, ủy ban thành phố, các sở ngành, chúng ta thiết lập những cái kênh thông tin trao đổi trực tiếp, trực diện và tiếp xúc lắng nghe giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp. Không ngừng phát huy vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ là điều kiện để Cần Thơ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư trong tình hình mới.